Đó là một chiếc ống kính zoom trong rất to và nặng với kích thước đường kính phi 82,9mm và chiều dài 175,9mm nặng tới 995g. Cấu tạo chủ yếu bằng hợp kim nên cấu trúc có thể nói là siêu cứng và chắc chắn. Fujinon XF50 140mm có giải tiêu cự tương đương với giải tiêu cự vàng 70-200mm. Chính xác nó là 76-213mm trên cảm biến full frame nên nếu so sánh trọng lượng thì vẫn nhẹ gấp rưỡi so với các ống kính tương tự trên full-frame như Sony FE 70-200mm đến f/2.8 GM OSS nặng 1.480g hoặc Canon EF 70-200mm đến f/2.8 L IS II USM nặng 1.490g đường kính filter là phi 72 là kích thước phổ biến nên có thể chia sẻ cùng các ống kính khác của Fujinon như XF 16 đến 80 mm F4 hoặc XF 10 đến 24 mm F4. Cũng như bao ống kính dòng trung cấp và cao cấp XF khác, nó có vòng khẩu độ click 1/3 khẩu ở gần ngàm với các mốc giá trị in trên thân từ F2.8 tới F22 và chế độ tự động A. Vòng khẩu hơi nặng và tiếng click nghe khô khốc chứ không sướng tai như âm thanh trên XF 16 đến 55 mm F2.8. Vòng thứ hai là vòng zoom bằng cao su rất rộng, xoay rất trơn tru và giảm chấn hoàn hảo. Đây là kiểu thiết kế zoom trong nên chiều dài không đổi bất kể vị trí thu phóng. Trên thân được đánh dấu với 4 điểm tiêu cự là 50, 70, 90 và 140mm. Vòng cuối là vòng lấy nét thủ công xoay vô cực, không có khớp nối trực tiếp với các thành phần thấu kính và điểm dừng cứng như trên XF 16mm f1.4 hoặc XF 23mm f1.4 nên nó thực sự làm giảm trải nghiệm lấy nét thủ công cả về cảm giác và độ chính xác. Nói chung cũng không có vấn đề gì lớn vì ống kính AF cần khả năng lấy nét tự động nhanh, êm và chính xác mới là điều quan trọng nhất. Công tắc duy nhất trên thân ống kính là bật tắt cho chế độ chống rung quang học OIS. Ống kính không có công tắc giới hạn khoảng cách lấy nét như một tính năng phổ biến trên hầu hết các ống kính 70-200mm full frame khác. Nếu bạn lắc ống kính trong khi tắt nguồn, bạn sẽ nghe thấy một chút tiếng lạch cạch từ các thành phần OIS không hoạt động. Điều này là bình thường và đừng hoảng sợ. Loa che nắng hút bằng nhựa, dài, tháo ra lắp vào hơi chặt và không có gì đặc biệt, ngoài trên đó có một miếng nhựa hình chữ nhật nhỏ có thể đẩy ra để có thể xoay bộ lọc phân cực CPL khi đã lắp hút. Dường như đây là một tính năng thông minh và tôi chưa nhìn thấy bất kỳ ống kính nào khác có tính năng này do cồng cành và nặng nên ống kính được trang bị giá đỡ ống kính có thể xoay tự do và khóa bất kỳ vị trí nào nên chúng ta có thể chuyển khung hình ngang sang dọc và ngược lại rất nhanh và cân bằng qua vít khóa này thay vì điều chỉnh nhiều công đoạn hơn trên hệ thống điều khiển ở bô hét trên chân máy chân đỡ ống kính gồm hai phần gồm vòng cổ xoay quanh thân ống kính không thể tháo rời và chân giá đỡ thì có thể kết nối hoặc tháo rời vòng cổ với hai con ốc thiết kế này khá độc đáo mà tôi chưa từng thấy trước đây Tuy nhiên, điểm dở nhất là chân giá đỡ không có rãnh để tương thích với chuẩn AK khi lắp trên chai pot để có sự chắc chắn cần thiết, mà chúng ta sẽ cần sử dụng một plate trung gian kết nối với chân giá đỡ ống kính bằng một con vít nên vừa không chắc chắn vừa phải thêm một công đoạn. Tôi không hiểu tại sao các nhà sản xuất ống kính khi thiết kế ra đỡ ống kính của họ lại không tính đến khả năng tương thích với chuẩn AK rất phổ biến trong giới nhiếp ảnh trong nhiều năm nay để có thêm nhiều tiện lợi và an toàn. XF 50 140mm F2.8 ALM OIS WA được trang bị tất cả các công nghệ cao cấp nhất của Fujifilm. Đầu tiên là khả năng kháng thời tiết bao gồm một miếng viền cao su đệm quanh ngàm và hãng cho biết có cả các miếng đệm khác bên trong giúp ống kính chống bụi, chống ẩm và có thể hoạt động ở mức nhiệt độ âm 10 độ C. Ống kính có tính năng ổn định hình ảnh 5 stop bên trong ở đầu dài nhất của giải zoom 140mm Tốc độ màn chập chậm nhất khi cầm tay khoảng 1 phần 125 giây để tránh rung máy, nhưng OIS cho phép chúng ta chụp chậm tới 1 phần 4 giây đối với các chủ thể tĩnh. Điều này giúp ích rất nhiều trong điều kiện ánh sáng yếu vì không phải tăng ISO nếu không sử dụng tripod. XF 50-140mm là ống kính đầu tiên của Fujifilm được thiết kế với 3 motor tuyên tính cao cấp trong việc lấy nét tự động và những motor này mang lại trong kính hiệu suất lấy nét tự động xuất sắc. Tôi đã thử nghiệm nó trên Fujifilm xt 3 với bản firmware mới nhất với khả năng lấy nét trong 0,02 giây và kết quả ở chế độ lấy nét liên tục là rất tốt trong thử nghiệm của tôi cả khi chụp và quay phim. Đây là chuỗi ảnh JPEG gốc chụp liên tiếp cho chủ đề chuyển động và đây là đoạn clip cũng quay chủ thể tiến dần vào máy đều cho kết quả hoàn hảo. Sự kết hợp khả năng lấy nét gần như ngay lập tức và im lặng là một ưu điểm rất lớn của ống kính này, nhưng tôi có cảm giác pin sụt đi khá nhanh, có thể do nó phải nuôi tới 3 motor này. Khẩu độ lớn F2.8 cho toàn giải tiêu cự đáp ứng được khả năng chụp trong điều kiện ánh sáng yếu như sự kiện hòa nhạc hoặc các môn thể thao trong nhà. Khẩu độ lớn f2.8 cũng giúp chúng ta chụp ảnh chân dung làm nổi bật chủ thể với bo kem mượt mà hơn. XF 50 đến 140 mm có công thức quang học rất phức tạp, được cấu tạo từ 23 thành phần trong 16 nhóm. Như hình ảnh trên sơ đồ, việc sử dụng 6 thành phần thấu kính ED bao gồm một thấu kính Super ED với độ phân tán cực thấp giúp giảm thiểu quang sai màu để đạt được khả năng phân giải hình ảnh ở mức cao. Cấu hình này cùng các lớp phủ thấu kính đã mang lại độ gió nét kết hợp với lớp phủ Nano GI, chỉ số chuyển sắc cao cấp của Fujifilm trên các thấu kính để giúp giảm hiện tượng lóa sáng và bóng mờ khi chụp trong điều kiện ánh sáng mạnh. Thực tế trải nghiệm trong vài năm qua của tôi cho thấy chất lượng ảnh rất rõ nét, độ tương phản rất cao, ghi lại mọi chi tiết trong mỗi lớp cảnh, trong mọi tình huống. Tôi đã quay lại chụp bức tường Hàn Quốc để so sánh tiêu cự 50mm với các ống kính XF 56mm f1.2 và XF 16-55mm f2.8 của bài so sánh lần trước. Do thời điểm chụp lần này vào thời điểm có nắng, không đồng nhất với lần chụp trước nhiều mây nhưng chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy độ sắc nét và độ tương phản của ống kính 50 đến 140 mm tốt thế nào, ngay cả ở tâm lẫn ở rìa. So sánh với chính nó ở tiêu cự 140 mm với 50 mm cũng đều cho kết quả ổn định, rất tốt cả ở tâm lẫn rìa từ f2.8, f4, f5.6, f8, f11 và f16. Tôi không thấy bất kỳ một hiện tượng quang sai màu nào trong tất cả những tấm ảnh mà tôi đã chụp. Tuy nhiên, việc kiểm soát ghost và flare chưa thật tốt như tôi mong đợi trên một ống kính cao cấp nhất của Fujifilm. Tôi thích sự thể hiện màu sắc và độ báo hòa chính xác từ ống kính này. Ảnh chân dung ở các tiêu cự dài rất đẹp, chi tiết tốt, màu sắc đẹp và hiệu ứng bokeh rất mềm mại đối với một ống kính zoom. Ảnh phong cảnh đạt độ tương phản tốt nhất trong các ống kính zoom tôi đã sử dụng. Nhưng vì quá to, nặng và cồng kềnh nên tôi buộc phải chọn ống kính khác là XF55 đến 200 mm cho những chuyến đi xa chụp phong cảnh của mình. Giải tiêu cự vàng 50 đến 140 mm giúp chiếc ống kính đa dụng với nhiều chủ đề nhiếp ảnh như chân dung, phù hợp với bán thân và đầu vai, phong cảnh phù hợp với trung cảnh và cận cảnh. Thể thao và động vật hoang dã cùng khả năng tương thích với teleconverter 1.4x và 2x để tăng tiêu cự lên 70 đến 196mm f4 và 100 đến 280mm f5.6, khả năng chụp trung cảnh và cận cảnh các sự kiện trong điều kiện ánh sáng yếu, vân vân. XF 50 đến 140mm là một chiếc ống kính đẹp, chắc chắn, hiệu suất cao với chất lượng hình ảnh tuyệt vời cùng màu sắc sống động. Ống kính có nhiều ưu điểm như được hỗ trợ chống chịu thời tiết, khả năng lấy nét nhanh, chính xác và yên tĩnh với ba động cơ tuyến tính, khả năng chống rung OIS 5 stop, khẩu độ lớn F2.8 cho bokeh đẹp, ảnh có độ nét rất tốt, tương phản cao và không bị quăng sai màu. Tuy nhiên, ống kính cũng có những nhược điểm như quá to và nặng, mức độ phóng đại rất thấp, chỉ 0.12x và giá cũng rất cao và vẫn giữ nguyên từ những ngày đầu ra mắt là năm 2014 là 34 triệu đồng. Hiện nay, những ống kính đã qua sử dụng có chất lượng khoảng 95%, có giá rất hấp dẫn, khoảng 20 triệu đồng, nên các giao dịch trên thị trường của ống kính này khá sôi động. Nếu bạn là người chú trọng nhiều với chất lượng hình ảnh mà không ngại cồng cành và nặng, thì đây chính là lựa chọn đúng đắn. Ống kính sẽ rất phù hợp với những người chụp chân dung thương mại trong studio hoặc ngoại cảnh quanh thành phố những phóng viên ảnh thể thao hoặc những người chụp ảnh sự kiện. Còn đối với những người chấp nhận thay đổi ống fry để có bô kem mượt hơn hoặc chụp trong những điều kiện thiếu sáng khắc nghiệt hơn, thay vì đầu tư mua một chiếc ống kính XF 50 đến 140 mm mới thì có thể sử dụng để mua hai ống fry đã qua sử dụng thay thế như XF 56 mm F1.2 với giá khoảng 11 triệu và XF 90 mm F2 với giá khoảng 13 triệu cho chất lượng các ống kính còn khoảng 95% chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta chia tay năm nhâm dần để bước sang năm quý mão tôi chúc tất cả các bạn đã đang và sẽ đồng hành với tôi trên kênh nhiếp ảnh với Fuji Film một năm mới mạnh khỏe chọn mua được những ống kính phù hợp và chụp được nhiều ảnh đẹp trân trọng cảm ơn các bạn đã xem video xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào năm mới